Chào mừng các con đến với tiết học âm nhạc lớp 2 ngày hôm nay. Cô hy vọng rằng các con sẽ có một giờ học âm nhạc thật vui tươi và bổ ích nhé. Bắt đầu thôi. Ở tiết trước, các con đã được học khám phá bức tranh mô tả con đường đến trường của các bạn học sinh và hình ảnh di chuyển các con vật tạo thành những đường nét chuyển động trong không gian, được nghe và vận động theo bài hát Ram Sam Sam nhạc Maroc đúng không nào? Và hôm nay, trước khi vào học bài mới, cô mời các con cùng đứng lên vận động lại bài hát Ram Sam Sam một lần nữa nhé. Xin mời các con. Các con vừa được ôn tập lại bài nhảy Ram Sam Sam thật là dễ thương đúng không nào? Và bây giờ các con cùng quan sát vào màn hình cho cô biết trong những bức hình này các con thấy gì nào? À, đó chính là hình ảnh các bạn học sinh đang nô nức đến trường đúng không nào? Và những hình ảnh đó cũng chính là nội dung của tiết học ngày hôm nay. Tiết 10, học hát trên con đường đến trường, nhạc và lời Ngô Mạnh Thu. Sơ lược về nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu, ông sinh ngày 12 tháng 9 năm 1938 tại Hà Đông, nay là Hà Nội. Năm 1994, ông sang Mỹ định cư và mất ngày 17 tháng 8 năm 2004. Ông là một trong những huynh trưởng phong trào du ca Việt Nam. Ông sáng tác rất nhiều ca khúc hay cho thiếu nhi và mọi tầng lớp như Nhớ Mãi, Nước Việt Nam, Giấy Kết Thân Tình, Vui à Vui, Trên Con Đường Đến Trường. Và bây giờ, cô mời các con cùng thưởng thức giai điệu bài hát Trên Con Đường Đến Trường nhé. Xin mời! Còn vừa nghe qua giai điệu bài hát Trên Con Đường Đến Trường do nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu sáng tác. Và trước khi vào học bài hát ngày hôm nay thì cô mời các con cùng đứng lên, chúng ta sẽ khởi động giọng nhé. Xin mời các con. Lời ca. Cô sẽ hướng dẫn các con đọc lời ca theo tiết tấu. Bài hát Trên Con Đường Đến Trường được chia làm 4 câu. Cô sẽ đọc mẫu trước, sau đó cô bắt nhịp 2-3. Các con sẽ lắng nghe tiếng gõ của cô và đọc theo nha. Bắt đầu thôi nào. Câu số 1. Trên con đường đến trường, có cây là cây xanh mát. 2-3. Câu số 2. Có gió, gió mát từng cơn, có cơn mưa qua từng mùa. 2-3. Câu số 3. Trên con đường đến trường, có con là con chim hót. 2-3. Câu cuối cùng. Nó hót làm sao? Bạn ơi bạn cùng đi thật mau. 2-3. Vừa rồi, cô trò chúng ta đã đọc qua lời ca của bài. Và bây giờ là phần mà các con chờ đợi nhất nè, phần tập hát. Tương tự đọc lời ca, cô sẽ chia làm 4 câu. Mỗi câu cô sẽ hát mẫu 2 lần, sau đó cô bắt nhịp 2-3. Các con sẽ lặp lại câu cô vừa hát nha. Bắt đầu thôi! Câu số 1. Trên con đường đến trường, có cây là cây xanh mát. Lần thứ 2.
Trên con đường đến trường có cây là cây xanh mát. Cô mời các con. 2, 3. Chúng ta qua câu thứ hai nha. Nghe cô làm mẫu. Có gió gió mát từng cơn, có cơn mưa qua từng mùa. Lần thứ hai. Có gió gió mát từng cơn, có cơn mưa qua từng mùa. Cô mời các con. 2, 3. Các con hát tốt lắm, và bây giờ chúng ta sẽ ghép câu 1 và câu 2 lại với nhau nha. Nghe cô làm mẫu. Trên con đường đến trường, có cây là cây xanh mát. Có gió gió mát từng cơn, có cơn mưa qua từng mùa. Xin mời các con. 2, 3. Giỏi lắm các con, và bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 3 nha. Câu số 3 giai điệu tương tự như câu số 1 nhưng khác lời ca. Các con nghe cô làm mẫu nha. Trên con đường đến trường, có con là con chim hót. Quá dễ đúng không? Và bây giờ chúng ta nghe lại một lần nữa. Trên con đường đến trường, có con là con chim hót. Cô mời các con. 2, 3. Wow, tới câu cuối rồi nè. Các bạn nghe cô làm mẫu nha. Nó hót làm sao? Bạn ơi bạn cùng đi thật mau. Một lần nữa. Nó hót làm sao? Bạn ơi bạn cùng đi thật mau. Cô mời các con. 2, 3. Cùng cô ghép câu 3 và câu 4 lại với nhau là chúng ta hoàn thành bài rồi nè. Nghe cô làm mẫu. Trên con đường đến trường, có con là con chim hót. Nó hót làm sao? Bạn ơi bạn cùng đi thật mau. Dễ quá đúng không? Xin mời các con. 2, 3. Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ kết hợp hát hết bài nha. 2, 3. Trên con đường đến trường, có cây là cây xanh mát. Có gió gió mát từng cơn, có cơn mưa qua từng mùa. Trên con đường đến trường, có con là con chim hót. Nó hót làm sao? Bạn ơi bạn cùng đi thật mau. Trên con đường đến trường, có cây là cây xanh mát. Có gió gió mát từng cơn, có cơn mưa qua từng mùa. Trên con đường đến trường, có con là con chim hót. Nó hót làm sao? Bạn ơi bạn cùng đi thật mau. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài hát Trên con đường đến trường rồi. Bây giờ cô trò chúng ta cùng hát với nhạc nha. Xin mời các con cùng nghe và hát theo nào. Thank you.
con hát tốt lắm. Để giúp cho bài hát Trên con đường đến trường thêm vui và sinh động hơn, thì hôm nay cô sẽ chỉ cho các con hát kết hợp gõ đệm theo phách cho bài hát nhé. Các con quan sát lên màn hình, những chỗ có ký hiệu thanh phách thì chúng ta sẽ gõ đệm vào. Ở nhà mình không có thanh phách thì các con có thể sử dụng cho cô hai cây bút chì, hai cây thước hoặc là hai chiếc đũa để làm thanh phách. Và bây giờ cô sẽ làm mẫu, các con lắng nghe và thực hiện theo nhé. Trên con đường đến trường có cây là cây xanh mát, có gió gió mát từng cơn, có cơn mưa qua từng mùa. Trên con đường đến trường có con là con chim hót, nó hót làm sao, bạn ơi bạn cùng đi thật mau. Trên con đường đến trường có cây là cây xanh mát, có gió gió mát từng cơn. Các con ơi, sau khi học xong bài hát Trên con đường đến trường do nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu sáng tác, các con có cảm nhận gì nào? Bài hát có giai điệu vui tươi, hồn nhiên, dễ thương, với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, xanh mát, tiếng chim hót líu lo trong niềm vui sướng hân hoan của các bạn thiếu nhi trên con đường đến trường, đúng không nào? Cô biết rằng bây giờ các con cũng đang rất là mong muốn được đến trường, đến lớp, gặp bạn bè thầy cô của mình. Cô mong rằng đại dịch Covid mau đi đi, để các con có thể đến trường, đến lớp trong niềm vui sướng, niềm hân hoan giống như trong bài hát nhé. Ở nhà, các con nhớ học thuộc bài hát và tập hát kết hợp gõ đệm theo phách cho bài hát thật nhuần nhuyễn. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào tạm biệt các con.